Lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ các chim bìm bịp nhé. Thì ở trong một cái buổi thì các bìm bịp thì cũng xin chia sẻ đối với anh em là cách sử dụng cái mẫu mẹt là một mặt đánh bằng mồi ăn. Thì anh em có thể thấy trực tiếp ở trên màn hình đây. Đây là cái mẫu mẹt là hàng Elox nha anh em nhé. Đấy, hàng Elox. Còn về cách sử dụng cái mẹt này thì đây nó sẽ có cái phần cầu tử cho anh em này. Đấy, để khi con chim bổi nó nhẫm vào đây là nó sẽ sập xuống. Còn về đây là cái giọ chuột này anh em này. Cái giọ này thì nhốt được rất là nhiều mồi. Đấy, ví dụ như là mồi chuột, mồi cóc. Đấy, ví dụ hoặc là những cái con rắn mối. Đấy, anh em sử dụng nhốt vào là đánh được. Đấy, anh em làm cái giọ này. Đấy, anh em đánh vào nhốt là đánh ok. Đấy, con rất là nhiều video mà cũng xin chia sẻ đối với anh em là cách làm giọ chuột rồi. Đấy, thì anh em làm thì lấy cái móc, anh em móc trực tiếp vào như thế này là ok. Đấy, khi con bịp nó xuống nó nhìn thấy con cóc này thì nó sẽ nhẫm vào đây này. Đấy, và nó nhảy vào đây nó ăn, nó sẽ bị dính. Còn ở bên trên đây thì nó sẽ có cái lẫy gài. Đấy, thì gài trực tiếp như thế này là ok thôi. Đấy, cái này sử dụng rất là dễ mà nó gọn, tiện nhẹ. Anh em đi đánh thì chỉ cần gập lên là đánh ok. Đấy, như thế này là đã xong rồi. Đây là đánh hạ đất anh em nhé. Còn nếu mà anh em treo cây ý, thì đằng sau nó sẽ có cái móc này. Đấy, anh em móc lên treo cây anh em đánh. Còn về đây là mồi chuột này. Mồi chuột thì ví dụ mà nó to hơn một chút nữa nó chạy nhảy được ấy, thì anh em có thể nhốt trực tiếp ở trong giọ. Đấy, không thì anh em buộc như thế này thì cũng không ảnh hưởng gì tới con chuột mồi này. Khi con bìm bịp nó nhảy vào đây. Đấy, nó nhảy vào đây thì nó sẽ bị sập. Đấy, nó chưa kịp mổ con chuột này nó đã bị sập rồi anh em nhé. Còn về cái kèo này thì đánh chim mồi hạ đất kẹp loa anh em ạ. Đấy, con mồi này thì nó cũng chưa được căng lắm. Đấy, đánh thì dùng hai mẹt như thế này để bảo vệ mồi này anh em này. Đấy, chim mồi đây. Chim mồi thì nhốt ở trong cái lục đánh cây. Đây cũng là cái hàng lục thửa. Đấy, cũng rất là nhiều video giới thiệu cho anh em rồi. Hàng lục này thì đẳng cấp rồi. Còn về bộ đồ gác chim bìm bịp thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy, anh em sử dụng là một đôi cái mẹt như thế này và một cái lục. Đấy, ví dụ như là mồi chưa hay thì anh em có thể là sử dụng là bằng loa. Loa gọi thì ví dụ đánh bìm bịp này thì hay nhất thì anh em sử dụng con Q92 hoặc con AT101 ấy. À, 100 đấy, thì những cái dòng đấy là dòng loa cao cấp thì đánh nó rất là ok. Anh em thiết kế cho mình thêm cái xào nữa. Xào này thì vừa để gọng cái lục chim này cũng như là treo. Đấy, treo những cái cành mà mình không với tới thì anh em treo. Đấy, và một cái lều ngụy trang. Thì đây là cái lều ngụy trang anh em này. Đấy, lều ngụy trang này. Đấy, trận địa bay xong rồi ok rồi anh em. Thì bây giờ thì em sẽ đặt máy quay ở cái góc quay thích hợp. Đấy, để cho anh em cùng xem nhé. Đấy, cũng một trong cái video mà đi đánh bì bịp chia sẻ cho anh em là về cách sử dụng cái mẫu mẹt đánh bằng mồi ăn. Đấy, một mặt. Đấy, cách sử dụng đơn giản cũng như là cách mắc mồi nhé. Còn anh em là xem video này thấy hay hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh. Còn đối với anh em nào mà thiếu lục thiếu mẹt thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên em. Bây giờ thì xin chào nhé.